Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn, và chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong series video chia sẻ về các kiến thức business marketing giúp các anh chị khởi nghiệp và kinh doanh thành công trong cái mô hình kinh doanh truyền thống hay là khởi nghiệp online. Tên tôi là Phan Anh, rất vui được chia sẻ với các anh chị và các bạn cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay là giúp cho các anh chị hiểu về tầm quan trọng, quy trình và cách thức để triển khai chăm sóc khách hàng sau bán. Đầu tiên chúng ta cần hiểu chăm sóc khách hàng sau bán là gì. Tức là đây là tất cả những cái hoạt động chúng ta sẽ hỗ trợ, giải đáp, chúng ta sẽ tư vấn, triển khai và thực hiện những cái cam kết của chúng ta đối với khách hàng sau khi khách hàng đã mua sản phẩm của chúng ta. Điều này rất là quan trọng đối với người khởi nghiệp, đối với người mới làm kinh doanh. Bởi vì chúng ta làm cho khách hàng hài lòng thì khách hàng sẽ quay lại mua của chúng ta và chúng ta sẽ giảm được cái chi phí quảng cáo, chi phí tuyển thêm những khách hàng mới. Và kể cả đối với những cái doanh nghiệp lớn hay là doanh nghiệp lâu đời thì cái việc làm tăng được cái sự hài lòng của khách hàng bằng cái chăm sóc khách hàng sau bán cũng sẽ giúp cho uy tín và thương hiệu được lan tỏa, đúng không ạ? Giúp cho bán được thêm nhiều sản phẩm. Thí dụ như các siêu thị điện máy, họ bán một chiếc điện thoại khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ mua thêm một chiếc máy tính. Họ bán cái chiếc máy tính hài lòng, tôi sẽ mua thêm một cái tủ lạnh, tôi sẽ mua thêm điều hòa, máy giặt, vân 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 vân. Đó chính là cái cách mà họ đã làm, đúng không ạ? Nhưng thực tế hiện nay thì tôi thấy rằng là ví dụ như là các cái trung tâm điện máy lớn thì cái dịch vụ hậu mãi của họ thực sự là chưa được tốt, cái dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa được tốt. Họ mới chỉ chú trọng vào một số nhóm dịch vụ cơ bản chứ còn chưa làm được thỏa mãn hài lòng hết sức cái khách hàng của mình. Vậy thì cái quy trình của nó là gì và nó gồm những bước như thế nào? Thì đây là một số những cái gợi ý để giúp cho các anh chị và các bạn. Thì cái quy trình thì bước thứ nhất là sau khi khách hàng mua hàng xong thì chúng ta thường sẽ sử dụng các cái công cụ như là telesale, SMS hay là email hay là Facebook, Zalo vân vân. Chúng ta có thể gửi thư cảm ơn, gọi điện cảm ơn, nhắn tin cảm ơn. Đấy, sau đó chúng ta có thể gửi những cái thông điệp email marketing giúp khách hàng có thể sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất, bảo quản một cách tốt nhất, đúng không ạ? Tăng cái giá trị sử dụng sản phẩm lên. Vân 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 vân, đấy là cái quy trình. Sau đó thì chúng ta sẽ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm chúng ta sẽ có những cái lời nhắc nhở hoặc là những cái lời mời để có thể là sửa chữa hay là bảo hành hay là tư vấn triển khai vân vân để làm sao cái sản phẩm của khách hàng có thể sử dụng tốt nhất. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với cái hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán thì nó gồm có những cái gì. Đó là nó sẽ gồm có những cái kỹ thuật như là liên lạc, theo dõi khách hàng sau quá trình bán. Chúng ta sẽ phải ghi chép tên, tuổi, số điện thoại, email, Facebook, mua sản phẩm gì, sai số như thế nào, mua ở đâu, nhà ở đâu, vân vân. Chúng ta sẽ lưu trữ thông tin vào các phần mềm bán hàng hoặc là phần mềm CRM. Để từ đó mà khi khách hàng gọi điện đến là chúng ta sẽ biết khách hàng này có tái mua hay không, vân 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 vân. Đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm, được chưa ạ? Thứ hai là chúng ta có thể là tặng các cái quà lưu niệm cho khách hàng. Chúng ta có thể là gửi những cái món quà sinh nhật hay là những cái món quà cảm ơn khách hàng đã ủng hộ cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta lần mua đầu tiên hay là những lần mua tiếp theo. Thứ ba là chúng ta sẽ chủ động tiếp cận và phục vụ khách hàng. Ví dụ như là họ mua một cái sản phẩm về, chúng ta có thể gọi điện cho họ là liệu rằng họ có cần đến chúng ta tư vấn hay là hướng dẫn cái gì không, trong quá trình sử dụng có gặp phải những trục trặc gì hay không, đấy, và có cần đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ hay không. Thế thì hiện nay rất là ít đơn vị có thể làm được những cái động tác như tôi vừa nói, được chưa ạ? Chúng ta có thể hỏi ý kiến của khách hàng, xem khách hàng có hài lòng không, đó vân vân. Đấy, rồi thì chúng ta cũng có thể là có những cái chính sách cho khách hàng sau bán, khách hàng trung thành, khách hàng lâu đời, khách hàng VIP, kiểu như cộng điểm, tích điểm, tặng quà vân vân. Đấy thì là những cái chúng ta có thể làm. Chẳng hạn như một cái siêu thị, họ có thể tặng cho khách hàng những cái mớ rau sạch, những cái hoa quả sạch. Tôi có một cái khách hàng mới nói chuyện, nên là họ bán siêu thị đồ Nhật, thế thì họ thường xuyên tặng cho khách hàng rau sạch. Thế thì cái tặng như thế là duy trì được cái mối quan hệ với khách hàng rất là tốt, và cái quà tặng nó cũng không đáng là bao tiền cả. Khách hàng cảm thấy rất hài lòng và họ lại tiếp tục ủng hộ, tiếp tục mua, đúng không? Đấy. Và đó là tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện đúng những cái chính sách, những cam kết về dịch vụ hậu mãi sau bán. Thí dụ như dịch vụ sửa chữa,
dịch vụ đổi, dịch vụ trả, dịch vụ bảo hành, bảo hành tại chỗ, bảo hành tận nơi, hay là bảo hành 247 vân vân. Thì bảo hành là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ. Thì người ta luôn luôn mong muốn có những cái chính sách bán hàng linh động, tốt cho người tiêu dùng. Thì như vậy đó chính là những cái vấn đề liên quan đến chăm sóc hàng sau bán. Đó, tiếp tục đến là chúng ta sẽ giải quyết những cái bức xúc, những cái phàn nàn của khách hàng nếu có trong cái quá trình bán hàng. Ví dụ như là họ giao hàng không đúng, đúng màu sắc, không đúng kích thước, không đúng loại, hay là giao chậm, giao muộn, giao hỏng, vân vân. Thì chúng ta phải xử lý những cái vấn đề phát sinh như vậy. Và chúng ta phải có những nguyên tắc ứng xử. Thứ nhất là chúng ta phải đưa ra cái bộ tiêu chuẩn rằng là chúng ta sẽ xem là cái vấn đề mà khách hàng phàn nàn là đúng hay là sai. Nếu đúng thì chúng ta sẽ xử lý trong bao lâu, xử lý như thế nào. Nếu sai thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Bởi vì phần lớn khách hàng là đúng, nhưng mà có một số khách hàng người ta cũng cố tình cù nhầy để người ta kiếm được lời từ cái người bán hàng. Đấy. Ví dụ như là có một số sản phẩm như là lỗi của người sử dụng, chẳng hạn như là họ đánh rơi điện thoại vào nước, sau đó họ đổ lỗi cho nhà sản xuất hay là đổ lỗi cho người bán bắt phải bảo hành, hay là họ đánh rơi xuống đất nhưng mà không để lại cái vết xước, vết chầy gì cả, họ nói là tự dưng nó tắt nguồn. Thế thì khách hàng họ luôn luôn có những lý do như vậy, và trong một số trường hợp thì người bán hàng đúng là cũng sẽ phải chịu thiệt thòi. Vâng, thế thì cái hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng sau bán là rất là quan trọng, và chúng ta phải duy trì một cái mối quan hệ thân thiết với khách hàng, hỗ trợ họ, tư vấn cho họ. Thí dụ như là chúng tôi làm đào tạo hay là làm marketing, thì sau một thời gian đào tạo xong thì chúng tôi phải hỏi họ là có làm được không, hiện nay chúng tôi có những cái bài cập nhật mới, có muốn đi học lại không, hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Hay là chúng tôi trò chuyện với họ, tư vấn cho họ là làm như thế chưa được đâu, phải làm như thế này như kia. Thì đó chính là cái cách mà duy trì cái mối quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng sau bán. Và chúng ta hướng tới những khách hàng long term, khách hàng dài hạn hay là khách hàng cả đời. Rất là tốt các bạn nhé. Tất nhiên là cái việc mà mỗi một cái sản phẩm và dịch vụ mà được bán thì nếu mà chúng ta càng chăm sóc kỹ, càng có quy trình chuẩn thì chúng ta sẽ tốn nhiều chi phí. Tuy nhiên cái việc tốn chi phí đó nó cũng chính là hình thức marketing. Một cái hình thức mà marketing truyền miệng vô cùng tuyệt vời, mà các doanh nghiệp hoặc là những cá nhân mà các bạn đang xem video này thì các bạn nên sử dụng cái hình thức chăm sóc khách hàng sau bán tốt. Thứ nhất là chúng ta xây dựng quy trình, thứ hai là chúng ta sử dụng công nghệ, thứ ba là chúng ta sử dụng con người. Đấy, và chúng ta sẽ thực hiện đúng những cái quy trình mà chúng ta đã đưa ra, đúng tất cả cam kết, đúng thời gian, đúng chất lượng để khách hàng hài lòng nhiều nhất có thể, và khách hàng tiếp tục ủng hộ bạn và giới thiệu cho những người khác, đúng không ạ? Vâng, thế thì tôi xin phép kết thúc cái bài hướng dẫn sơ lược nhanh về cái việc là sử dụng các cái dịch vụ và các cách thức chăm sóc khách hàng sau bán để gia tăng cái mức độ trung thành và mức độ hài lòng của khách hàng để chúng ta có thể khởi nghiệp và kinh doanh thành công trong lâu dài. Vâng, xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.